Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Biên Hòa tổ chức lễ trao học bổng hỗ trợ học sinh mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Theo đó, hội đã trao học bổng cho 10 em học sinh thuộc khối cấp 1 và cấp 2 ở các phường xã với mỗi suất trị giá 3 triệu đồng tiền mặt. Đây là các em học sinh mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ do Covid-19 gây ra có hoàn cảnh rất khó khăn. Toàn bộ kinh phí hỗ trợ là 30 triệu đồng do các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ. 10 em học sinh này tiếp tục được hội vận động hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với mỗi tháng 1 triệu đồng tiền mặt giúp các em có điều kiện trang trải việc học trong khoảng thời gian 5 năm liền.